Xin chào các bạn. Ngày hôm nay kênh YouTube của Tinh dầu Thiên nhiên Adline sẽ review cho các bạn về dòng tinh dầu xả chanh nhập khẩu Ấn Độ. Mình sẽ phân tích cho các bạn về tất cả những cái câu hỏi liên quan đến dòng tinh dầu xả chanh. Một, thứ nhất là màu sắc như thế nào này, mùi hương ra làm sao này, dùng xông đốt hoặc là sản xuất thì có phù hợp hay không. Giữa dòng tinh dầu xả chanh nhập khẩu Ấn Độ và dòng tinh dầu xả chanh Việt Nam thì cái xả chanh nào được yêu thích hơn này. Và thứ hai nữa là sẽ so sánh qua về cái màu sắc của tinh dầu xả chanh Việt Nam và cái chất lượng liên quan giữa hai cái dòng xả chanh của Việt Nam và Ấn Độ nó sẽ khác nhau như thế nào. Đấy, đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái màu sắc trước nhá. Tinh dầu xả chanh nhập khẩu Ấn Độ ấy thì cái màu của nó sẽ là cái màu vàng xanh như thế này ạ. Nếu như mà để bình thường thì bên mình sẽ để trong chai màu nâu. Tuy nhiên thì vì làm video này nên là cái chai này mình sẽ để trong chai màu trắng để cho các bạn dễ theo dõi. Thì mình sẽ lắc nó lên xem là những cái bong bóng ở trong đây nó có vỡ nhanh không nhá. Nếu mà là tinh dầu nguyên chất ấy thì cái bong bóng nó sẽ vỡ rất là nhanh. Đó, các bạn có thể theo dõi ạ. Vỡ rất là nhanh đúng không ạ? Đấy. Thì đây là dòng tinh dầu nguyên chất. Nguyên chất ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có những cái tạp chất dung môi khác pha vào. Còn tự nhiên ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tinh dầu này được nấu trực tiếp từ cái cây xả chanh. Nó là một giống xả chanh của Ấn Độ, chứ không phải là của xả và chanh nhá. Rất nhiều người mặc dù là bán hàng hoặc là mua hàng nhiều nhưng mà cũng không biết, cứ nghĩ rằng nó là của xả và chanh. Nó là một cái giống cây xả chanh. Tuy nhiên thì cái mùi thơm của nó ấy là nó có sự xen kẽ giữa mùi của xả này và mùi mà của xả, thơm của xả và cái mùi man mát của chanh. Đấy, các bạn có thể theo dõi đấy ạ. Màu rất là đẹp đúng không ạ? Đây là một cái cốc 500ml ạ. Mình có đổ ra để cho các bạn dễ theo dõi hơn. Đây là dòng xả chanh nhập khẩu Ấn Độ. Đây là loại 1 của bên mình nhá. Đây. Mùi thơm rất là ngọt. Nếu như mà để mà gọi là xông đốt khuếch tán ấy thì bản thân mình là một người trải nghiệm sản phẩm rất nhiều, nên là mình khuyên các bạn là nên dùng cái dòng xả chanh nhập khẩu này. Thì cái mùi nó sẽ rất là dễ chịu mà dùng càng lâu càng thích. Rất nhiều người mua vào những cái dòng xả chanh nhưng mà bảo là em dùng được một thời gian thôi em chán em sợ. Chẳng qua là các bạn chưa mua đúng dòng xả chanh tốt đấy ạ. Nếu mà các bạn mua đúng những cái dòng xả chanh nguyên chất như thế này thì mình đảm bảo là các bạn dùng càng thích ạ. Càng dùng càng mê. Mùi rất là thơm vì bản thân mình là một người bán tinh dầu. Tuy nhiên nhưng mà cái việc hàng ngày của mình tiếp xúc với tinh dầu xả chanh rất nhiều mà mình vẫn còn thấy rất là ok. Thì tại sao các bạn lại dùng được một khoảng mỗi ngày các bạn xông được một tí mà các bạn lại kêu là các bạn chán chẳng, hay là do là các bạn sản phẩm của các bạn chưa đúng cái mùi các bạn chưa đúng được cái mùi mà các bạn ưng ấy, hoặc là cái tinh dầu xả chanh của các bạn mua nó chưa đảm bảo chất lượng. Các cái chai mà bán lẻ thì bên mình sẽ đóng vào những cái chai 30ml, 50ml hoặc 100ml ạ, màu nâu đen như này ạ. Các bạn có thể theo dõi nhé. Nên là có thể mua đúng những cái sản phẩm như này này. Đấy. Thì mình đảm bảo cho các bạn là các bạn dùng càng thích. Ngoài ra thì riêng về dòng xả chanh nhập khẩu Ấn Độ này này, thì mình sẽ đưa cho bạn thêm một cái bảng COA của nước xuất khẩu đấy ạ. Thành phần citrat của bên mình là rất là cao, trên 84,5%. Mình đảm bảo cho các bạn ở thị trường ấy, nếu mà muốn tiêu thụ dòng xả chanh ấy mà thì thường những cái dòng xả chanh cao cấp như này này, không ít, rất ít những nhà mà có những dòng xả chanh này. Thường thị trường mình chỉ tiêu thụ những cái dòng xả chanh thành phần citrat chỉ trên 70% thôi. Thì cái mùi nó sẽ nhạt hơn một chút. Đấy ạ, mùi nó sẽ nhạt hơn một chút. Trong video tiếp theo thì mình sẽ phân tích giữa cái dòng xả chanh loại 1 và loại 2 để cho các bạn hiểu được. Còn nếu mà các bạn muốn quan tâm để mua hàng số lượng lớn ấy thì có thể liên hệ sang bên mình theo số điện thoại là 0966 390 098 để mua được những dòng xả chanh loại 1 dùng cho xông đốt khuếch tán. Này. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn làm sản xuất thì cũng tùy nhu cầu thôi.
Bạn nào mà thích hàng loại 1, loại 2 hoặc hạt xả chanh Việt Nam thì các bạn có thể liên hệ với mình, thì mình sẽ trao đổi chi tiết về cái công dụng cũng như là giá thành. Bên mình thì cung cấp số lượng lớn đầu tạ, đầu tấn, sẵn hàng ở kho hàng Hà Nội nhé. Nếu mà các bạn muốn ship toàn quốc thì bên mình sẽ gửi xe khách hoặc các đơn vị chuyển phát. Thì hiện tại thì vận chuyển toàn quốc thì nó cũng nhanh thôi mà giá thành nó cũng rẻ đúng không ạ? Thế nên là các bạn ở xa đây thì cũng không cần phải ngại ngần là phải em phải chờ 1-2 ngày. Nếu mà chờ 1-2 ngày mà mua được một cái dòng xả chanh ưng ý thì cái giá trị của các bạn nó còn lớn hơn là các bạn đi mua gấp ở một cái chỗ nào nhưng mà xả chanh người ta không được đảm bảo thì các bạn bán hàng cũng sẽ rất là khó đấy ạ. Còn bên mình thì vì là dòng xả chanh, cái những cái dòng xả chanh này bên mình nó cung cấp nó là những cái dòng xả chanh cao cấp rồi. Mỗi lần hàng về thì bên mình đều phải đi test hết để kiểm định so với cái chất lượng mà lúc mà thông quan cũng như là lúc mà trao đổi với nhà sản xuất bên Ấn Độ. Thế nên là để mà mua được một cái lượng hàng lớn, kể cả đơn hàng vài chục triệu hay là nhiều hơn nữa thì các bạn cũng hoàn toàn có thể